tiên tri mới nhất cảnh báo cuối năm 2023, đầu năm 2024, thảm họa kinh hoàng, Việt Nam có biến lớn. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Tiên tri mới nhất cảnh báo thảm họa kinh hoàng năm 2024, Việt Nam có biến lớn. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, thế giới liên tục xảy ra những biến động lớn. Từ Covid-19 hơn 2 năm cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, cho đến chiến tranh Nga-Ukraine, sau đó là thảm họa cháy nổ, động đất, lũ lụt tại nhiều quốc gia. Mới nhất, đang có cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Thêm nữa là hàng loạt loại virus nguy hiểm mới xuất hiện. Điều này khiến con người ta lo ngại về một tương lai tăm tối của thế giới, sợ rằng ngày tận thế đang lăm le chực chờ. Chuẩn bị kết thúc năm 2023, bước sang năm mới 2024, nhiều nhà tiên tri lừng danh thế giới như cậu bé thần đồng Ấn Độ hay nhà tiên tri mù Vanga đã đưa ra rất nhiều lời dự ngôn và đang dần ứng nghiệm một cách thần kỳ. Vậy năm 2024 này, thế giới sẽ có những thảm họa hay biến động thế nào? Việt Nam ta có bị ảnh hưởng gì không? Và nếu có khủng hoảng, thì cần làm gì để vượt qua được? Hãy cùng đi tìm lời giải đáp chi tiết qua video ngày hôm nay nhé! Lời tiên tri mới nhất của bà Vanga. Nhà tiên tri mù Baba Vanga có lẽ là nhà tiên tri lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại, với nhiều lời sấm truyền còn ứng nghiệm tới tận ngày nay. Sở dĩ bà được nhiều người biết đến là vì bà đã dự đoán chính xác rất nhiều sự kiện lớn, điển hình như thảm kịch Chernobyl năm 1986, cái chết của công nương Diana năm 1997, sự tan rã của Liên bang Xô Viết năm 1991, sự kiện ngày 11 tháng 9 ở Mỹ năm 2001 và Brexit năm 2020, đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới. Theo một số thống kê, những lời tiên tri của bà Vanga được đánh giá là đúng đến 85%. Thực tế, trong năm 2022, một số sự kiện đã xảy ra đúng theo dự đoán của bà. Điển hình như bà dự đoán đúng rằng năm 2022, một số nước châu Á và Australia sẽ phải chịu lũ lụt nghiêm trọng. Kết quả, nhiều vùng ở Australia hay Trung Quốc vừa qua đã hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt diện rộng, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và sơ tán. Bà cũng dự đoán rằng nhiều thành phố sẽ gặp tình trạng thiếu nước do hạn hán. Điều đó đã diễn ra ở châu Âu trong mùa hè, được xem là nóng kỷ lục vừa qua. Mặc dù đã qua đời từ năm 1996, nhưng những lời tiên tri của bà vẫn được ghi lại và chúng được cho là kéo dài tới tận năm 1079, thời điểm mà bà cho rằng nhân loại sẽ diệt vong. Trong năm 2024, nhà tiên tri mù cũng đưa ra loạt dự đoán về thế giới của chúng ta như sau. Thứ nhất, khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Dự đoán của bà Vanga về năm 2024 báo trước một giai đoạn khủng hoảng kinh tế quy mô lớn gây ảnh hưởng đến toàn cầu. Trong lời sấm của mình, nhà tiên tri mệnh danh Nostradamus xứ Balkan viết rằng cuộc khủng hoảng này được tạo thành bởi nhiều yếu tố, trong đó gồm tình trạng nợ gia tăng, căng thẳng địa chính trị và sự dịch chuyển quyền lực kinh tế từ Tây sang Đông. Nhìn vào thực trạng kinh tế hiện nay, có lẽ nhiều người đã ngờ ngợ về những điều bà nói. Có lẽ đây sẽ thực sự là vấn đề của toàn nhân loại trong năm 2024. 2. Những đột phá trong khoa học y tế. Baba Vanga dự đoán sẽ có những đột phá đáng kể trong khoa học y tế vào năm 2024. Bà đã thấy trước sự phát triển của các phương pháp điều trị và chữa trị mới cho những căn bệnh mà trước đây được cho là không thể chữa khỏi. Bà dự đoán rằng sẽ có một bước đột phá lớn trong việc điều trị bệnh Alzheimer, là một bệnh thoái hóa thần kinh thường khởi phát từ từ và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Điều này sẽ mang lại hy vọng cho hàng triệu người mắc phải tình trạng suy nhược này. Năm 2024 cũng sẽ là năm mà phương pháp chữa trị thần kỳ cho bệnh ung thư sẽ được phát hiện. Cuối cùng nhân loại sẽ thoát khỏi căn bệnh tàn khốc này. Thứ ba, thảm họa thiên nhiên đe dọa cuộc sống con người. Một trong những lời dự đoán của bà Vanga về năm 2024 là thảm họa thiên nhiên sẽ gia tăng và liên tiếp xảy ra. Sẽ có những hiện tượng thời tiết thiên tai thảm khốc vào năm 2024 do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,
Viễn cảnh này là hoàn toàn có cơ sở, vì trong năm 2023, trái đất của chúng ta đã chứng kiến một loạt các hiện tượng thiên nhiên bất thường, từ biến đổi khí hậu cho tới El Nino xảy ra vào cuối năm. Nhà tiên tri Mù cho rằng, số lượng các cơn bão, lũ, động đất, hỏa hoạn sẽ tăng nhanh chóng và gây ra nhiều thiệt hại lớn về người, tài sản trong năm tới. Trong lời sấm truyền, bà Vanga còn cảnh báo về một trận động đất lớn sẽ xảy ra ở khu vực vành đai Thái Bình Dương trong năm 2024. 4. Dầu mỏ bị thay thế. Theo bà Vanga, vào năm 2024, khai thác dầu mỏ sẽ bị thay thế bởi một ngành năng lượng mới. Đây nhiều khả năng là ngành năng lượng tái tạo hay còn gọi là năng lượng sạch, năng lượng dựa vào ánh sáng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng, địa nhiệt. Những năm gần đây, năng lượng tái tạo ngày càng được nhiều quốc gia hưởng ứng trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng, khiến con người đón nhận nhiều hệ lụy từ các ngành công nghiệp truyền thống. Ngoài ra, bà Baba Vanga còn cho biết, năm 2024 sẽ mở ra một khám phá mang tính đột phá trong lĩnh vực năng lượng. Một công nghệ tiên tiến sẽ xuất hiện, cho phép nhân loại khai thác và sử dụng hiệu quả năng lượng chân không vũ trụ. Sự phát triển mang tính cách mạng này sẽ cung cấp nguồn năng lượng sạch gần như vô tận và thân thiện với môi trường, có khả năng cung cấp năng lượng cho toàn bộ hành trình. 5. Cách mạng công nghệ. Trong thế giới hoang dã của công nghệ năm 2024, những điều lớn lao đang hình thành, ít nhất là theo quả cầu pha lê của Baba Vanga. Nhà tiên tri dự đoán trước một bước đột phá lớn trong lĩnh vực điện toán lượng tử, mang đến một cuộc cách mạng công nghệ chưa từng có. Sự tiến bộ này được thiết lập để làm rung chuyển nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tài chính và chăm sóc sức khỏe đến an ninh mạng. Tất cả đều nhờ vào khả năng vượt trội của máy tính lượng tử. 6. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo. Những năm gần đây, khi khoa học công nghệ phát triển, người ta đã nghiên cứu và phát minh ra những robot, những ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để thay thế cho con người. Một ví dụ có thể thấy rõ nhất là ngành công nghệ AI với ứng dụng ChatGPT xuất hiện từ cuối năm 2022 tới nay đã đem lại bước đột phá lớn trên toàn cầu. Trong những hiểu biết mang tính tiên tri của Baba Vanga, có một cái nhìn thoáng về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo vào năm 2024. Bà đã thấy trước một sự kiện kỳ lạ, trong đó các robot tiên tiến sẽ đạt được khả năng tự nhận thức, gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi và gây tranh cãi xung quanh các khía cạnh đạo đức và mối nguy hiểm tiềm tàng của những cỗ máy cực kỳ thông minh. Nhiều người lo sợ rằng robot sẽ thay thế con người. Nhiều ý kiến cho rằng robot trí tuệ nhân tạo có thể loại bỏ hàng triệu công việc trước đây và tạo ra hàng triệu công việc mới khiến nhiều người mất việc. 7. Âm mưu ám sát. Theo lời tiên tri của Vanga về năm 2024, bà đã thấy trước một nỗ lực nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin bởi một người nào đó từ đất nước của ông ta. Ngoài ra, bà còn dự đoán một cuộc tấn công khủng bố của những kẻ cực đoan Hồi giáo ở châu Âu. Như đã nói ở đầu chương trình và cũng như báo đài đang đưa tin hàng ngày, cuộc chiến tại Nga, Ukraine hay Israel và Palestine vẫn đang vô cùng căng thẳng, chưa có hồi kết. Nếu tiếp diễn thì liệu có thêm quốc gia nào bị lôi vào vòng xoáy nữa chăng? Và liệu đây có phải là khởi nguồn của chiến tranh thế giới thứ ba không? 8. Đón nhận một tương lai không tiền mặt. Nhà tiên tri cổ đại Vanga đã tiên tri về một cuộc cách mạng tài chính sẽ diễn ra vào năm 2024, nơi khái niệm về tiền tệ, vật chất sẽ trở nên lỗi thời. Thay vào đó, một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu được thúc đẩy bởi việc áp dụng các loại tiền kỹ thuật số được thành lập trên công nghệ và tiền điện tử. Sự thay đổi mang tính biến đổi này sẽ mở đường cho việc nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận trong các giao dịch tài chính. Loài người dần dần quên đi sự hữu dụng của tiền mặt, ngay cả những quốc gia phát triển chậm cũng đã biết đến sự xuất hiện của tiền điện tử và sử dụng chúng một cách thông dụng. 9. Con người và động vật giao tiếp. Tiếp nối lời tiên tri cho năm 2023, vào năm 2024, một bước đột phá đáng chú ý trong lĩnh vực giao tiếp giữa các loài sắp xảy ra. Một khám phá mang tính đột phá sẽ mang lại cho con người khả năng tham gia vào các cuộc trò chuyện, thần giao cách cảm với động vật, mở khóa, khả năng hiểu được mong muốn và cảm xúc của chúng.
Mối liên hệ mới được phát hiện giữa con người và vương quốc động vật này hứa hẹn sẽ làm sâu sắc thêm mối liên kết giữa chúng ta với những sinh vật này và mang đến những triển vọng thú vị cho việc bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Con người có thể hiểu được tiếng của động vật dù không hoàn toàn hiểu hết, nhưng sự thấu hiểu này sẽ có ích rất nhiều cho những người đang muốn bảo vệ động vật. 10. Cuộc gặp gỡ hòa bình với sinh vật ngoài trái đất. Giai đoạn gần đây, nếu bạn là người quan tâm và thường xuyên cập nhật tin tức, thì sẽ thấy rằng báo chí và các kênh truyền thông đang liên tục đưa tin về những bằng chứng liên quan đến sự xuất hiện của người ngoài hành tinh, đĩa bay hoặc những sinh vật lạ khác không phải bắt nguồn từ trái đất chúng ta. Theo những tầm nhìn tiên tri của Baba Vanga, năm 2024 sẽ chứng kiến một sự kiện phi thường, sự tiếp xúc chính thức của loài người với một nền văn minh ngoài trái đất cực kỳ tiên tiến. Trong một ngã rẽ đáng chú ý của số phận, những du khách vũ trụ này sẽ rơi xuống từ vực sâu ngoài vũ trụ, không phải với tư cách là những kẻ xâm lược, mà là sứ giả của hòa bình. Họ sẽ mang theo những công nghệ mang tính cách mạng và kiến thức sâu sắc nhằm hỗ trợ giải quyết các thách thức toàn cầu cấp bách. Bất chấp nhiều thách thức mà chúng ta phải đối mặt, trong quá khứ, nhân loại vẫn cố gắng tồn tại và phát triển cho đến thời điểm này. Nhưng khi chúng ta nhìn về tương lai, một số dự đoán của Baba Vanga vào năm 2024 khiến mọi người tự hỏi tương lai sẽ ra sao và thấy dự đoán của bà đang dần ứng nghiệm. Cho dù những lời tiên tri của bà xuất phát từ những khả năng được cho là siêu nhiên hay chỉ đơn giản là sự trùng hợp ngẫu nhiên, những lời tiên đoán của bà Vanga đã khơi dậy sự tò mò và mong muốn nhận thức tâm linh ở nhiều người. Một số người coi lời nói của bà là nguồn cảm hứng, trong khi những người khác vẫn còn hoài nghi về danh tiếng của bà và đặt câu hỏi liệu những dự đoán của Vanga là thật hay chỉ là sự thao túng dư luận. Khi chúng ta tiến về phía trước, không thể nói chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng có một điều chắc chắn là những bí ẩn của vũ trụ và sức mạnh tinh thần con người sẽ tiếp tục thu hút và truyền cảm hứng cho chúng ta trong nhiều năm tới. Bà Vanga sinh ngày 3 tháng 10 năm 1911 ở vùng Strumica, nay thuộc Cộng hòa Macedonia, sau đó chuyển đến Bulgaria. Bà là một nhà nghiên cứu thảo dược với tài tiên tri nổi tiếng. Đôi mắt bà bị mù khiến bà không thể nhìn thấy được, nhưng thay vào đó, bà có thể nhìn thấy trước được tương lai của thế giới. Khi bà lên 12 tuổi, một trận bão mạnh càn quét nơi bà ở. Bà bị gió cuốn đi đến một cánh đồng gần đó. Dân làng tìm thấy bà với hai hốc mắt đầy cát bụi. Từ đó bà trở nên mù lòa. Sự kiện này được nhiều người cho rằng đã gây tác động lớn, khiến bà Vanga có thể dự đoán trước được tương lai. Vanga làm bạn với bóng tối từ đó và đưa ra lời tiên tri đầu tiên vào năm bà 16 tuổi để tìm lại bầy cừu bị mất trộm bằng cách mô tả chính xác về cái sân nơi bọn trộm cất giấu đàn gia súc. Tuy nhiên, khả năng tiên tri của Vanga chỉ thực sự đạt đến độ chính năm 30 tuổi. Nhiều người tìm đến bà để xin những lời tiên tri. Trong đó có cả trùm phát xít Adolf Hitler. Hắn từng ghé thăm nhà Vanga và rời đi với gương mặt nặng trĩu. Khả năng phi thường của bà Vanga liên quan đến sự hiện diện của những sinh vật vô hình không rõ nguồn gốc do bà thông tin về con người từ khi họ sinh ra đến lúc họ chết đi. Vanga còn có khả năng giao tiếp với những người đã chết cách đây hàng trăm năm. Thậm chí, theo bà tiết lộ, người ngoài hành tinh vẫn đang sống trên trái đất từ hàng trăm năm rồi. Họ đến từ những hành tinh mà ở đó dùng thứ ngôn ngữ Vamform. Trở lại thời thơ ấu cực khổ với nhiều biến động của lịch sử, năm 1925, trường người mù đồng ý tiếp nhận Vanga. Vanga đã tròn 15 tuổi. Cô có một nhạc cảm tuyệt vời và học chơi piano khá nhanh. Vanga đã hòa nhập với cuộc sống mới. 3 năm lặng lẽ trôi qua và cô đã tròn 18 tuổi. Cô là một học sinh xuất sắc và đạt nhiều thành tích. Cô đã suýt đính hôn với một chàng trai lịch lãm, nhưng cuộc sống lại diễn ra theo cách khác. Vanga buộc phải về nhà để trông nom các em và làm công việc nội trợ, bởi cha cô lại mất đi người vợ thứ hai, mẹ Vanga đã mất năm cô 3 tuổi. Giờ đây cô là tất cả đối với các em, vừa là mẹ, vừa là người nội trợ và người bảo vệ. Ý nghĩ đó đã đem lại cho cô sức lực để vượt qua bất cứ nghịch cảnh nào. Vanga cố gắng sử dụng tất cả những kỹ năng học được ở trường người mù.
Cô đan áo rất đẹp và nhanh, nên ít lâu sau mọi người tìm đến đặt hàng. Thay cho tiền công, họ biếu cô những đồ vật lặt vặt hoặc áo len cũ. Cô tháo những chiếc áo cũ này ra và đan lại cho các em mặc vì không có tiền mua áo mới. Những người láng giềng tốt bụng thấy Vanga chịu khó hết sức để nuôi nấng các em, lo ăn, lo mặc, quên cả bản thân mình. Và họ mang quần áo của những người phụ nữ đã chết cho Vanga mặc. Vanga học thêm nghề dệt. Từ sáng đến tối trong nhà vang lên tiếng khung cười. Gần 15 năm sau, bà Vanga nhìn thấy những binh đoàn lính chiến đi ngang nhà và hỏi người em mình có thấy như vậy không. Nhưng cô em gái không thấy gì và cho là chị mình ngủ mơ. Vanga nói với em gái, có thể chị mơ ngủ, nhưng đó là giấc mơ rất kỳ lạ. Chị kể cho em nghe nhé. Chàng ta cao lớn, có mái tóc màu hạt dẻ và đẹp trai một cách thánh thiện, như một chiến binh cổ đại. Chàng khoác bộ áo giáp lấp lánh dưới ánh trăng. Con ngựa quất cái đuôi trắng vào hai bên hông và gõ móng xuống đất. Dừng lại bên cổng nhà chúng ta, chàng xuống ngựa và bước vào phòng. Ánh hào quang từ chàng tỏa ra khiến căn phòng sáng lên như ban ngày. Chàng quay về phía chị và cất tiếng. Chẳng bao lâu nữa, mọi thứ trên thế giới sẽ đảo lộn và nhiều người sẽ mất dấu vết. Em sẽ ngồi ở đây và nói về những người sống và những người chết. Đừng sợ hãi, anh sẽ ở bên em, sẽ giúp em dự báo cho mọi người. Và những dự báo về dịch bệnh năm 2020. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, ở Strumica, người ta thường nói nhiều về khả năng xảy ra chiến tranh. Những người hàng xóm lo lắng thường đến gặp Vanga. Họ trò chuyện tới tận đêm khuya, phá tan bầu không khí yên tĩnh của đường phố. Bà thường kể một cách tường tận về giấc mơ của mình. Trong đó, bà nhìn thấy những sự kiện sắp xảy ra. Vanga tự tin dự báo rằng chiến tranh sẽ nổ ra sau một năm nữa. Và để bảo vệ thành phố khỏi bị phá hoại, bà nói, cần dâng vật hiến tế lên bàn thờ, nhà thờ 15 vị thánh tử vì đạo. Nhưng họ đã không tin bà. Vào tháng 1 năm sau năm 1941, đội quân phát xít của Đức tiến vào năm tư và đến thành phố Strumica. Dân làng hoảng sợ bỏ đi trốn, chỉ có hai chị em bà ở lại trong nhà, không đi đâu. Những tên lính Đức lùng sục mọi ngóc ngách của căn nhà, nhưng lại bỏ qua hai chị em đang đứng giữa nhà. Và đây là hình ảnh bà hiện diện trước mặt những người hàng xóm khi trở về. Vanga ngồi trong góc căn phòng nhỏ, dưới một ngọn đèn thờ, và nói bằng cái giọng oan oan, mạnh mẽ, dứt khoát. Bà rất gầy và tỏ ra hưng phấn. Chiếc áo dài rộng, bạc màu, nhiều miếng vá không che được sự căng thẳng của thân thể bà. Đôi mắt mù lòa của bà trông như hai cái hốc, nhưng gương mặt bà hoàn toàn thay đổi, trở nên phấn khích đến mức tưởng như tỏa sáng. Và bà cứ thế nói mãi. Từ miệng bà phát ra một giọng nói, nêu chính xác những địa điểm và sự kiện tên tuổi những người đàn ông được động viên vào quân đội, những người sẽ sống sót trở về và những người gặp điều bất hạnh. Hiện tượng này diễn ra nhiều ngày và bà nói chung không ngủ gần như cả năm. Nhìn bộ dạng Vanga, mọi người muốn quỳ trước bà. Những người đàn ông mà cô nói sẽ trở về thì đã trở về đúng thời điểm dự báo. Tin đồn về tài năng tiên tri của Vanga nhanh chóng lan khắp thành phố và các làng lân cận, không chỉ gây ra các cuộc tranh luận mà còn có những cuộc hành hương của mọi người đến nhà Vanga. Ai cũng muốn biết chút gì đó về số phận những người thân của mình. Vanga không từ chối ai cả. Và một thời gian sau, những lời tiên tri của bà đã trở thành hiện thực. Về sau, tài năng của Vanga càng ngày càng phát triển, trở nên đa dạng, phong phú. Bà dự đoán tương lai cho mọi người, kể cả những người thân, nhưng không sa vào những chi tiết cụ thể. Bà giúp đỡ những người bệnh, cho họ những lời khuyên khác nhau. Theo trang tin LV, bà Vanga được cho là có khả năng giúp chữa lành nhiều căn bệnh, viêm amidam, rụng tóc, bỏng, hen suyễn, đau đầu, sỏi thận. Rất nhiều bệnh nhân tìm đến bà Vanga để được bà chẩn đoán bệnh và bốc thuốc sử dụng giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Nhờ đó, danh tiếng của bà ngày càng lan rộng và được nhiều người biết đến. Phương pháp chữa bệnh độc đáo, chỉ sử dụng một số loại thảo dược để chữa bệnh theo cách tự nhiên, cũng góp phần làm nên danh tiếng của thần y Vanga. Ngoài việc bốc thuốc chữa bệnh, bà Vanga còn đưa ra lời khuyên rằng mọi người chỉ nên sử dụng các gia vị và thảo mộc tự nhiên để có một cuộc sống khỏe mạnh, không có nguy cơ mắc bệnh. Không phủ nhận ưu điểm của Tây y, nhưng bà Vanga cũng cảnh báo nếu con người quá lạm dụng thuốc sẽ dẫn tới có hại,
bởi vì thuốc chặn cánh cửa thiên nhiên là cây cỏ để phục hồi sự cân bằng đã bị rối loạn trong cơ thể. Trong một nghiên cứu, có tới hơn 80% dự đoán của bà Vanga đưa ra hoàn toàn chính xác khi điều đã xảy ra trong thực tế, dù bà qua đời từ nhiều thập kỷ trước. Trên thực tế, bà Vanga từng dự đoán chính xác về các sự kiện gây chấn động thế giới như sự trỗi dậy của các tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ, sóng thần năm 2004, Anh rời Liên minh châu Âu EU, đại dịch Ebola. Người thân của nhà tiên tri người Bungary Vanga lần đầu lên tiếng về những dự đoán của nhà thấu thị trong năm 2020. Chúng liên quan đến thảm họa thiên nhiên, chiến tranh và hòa bình, cũng như những thay đổi ở châu Á. Điều đáng nói, cư dân toàn cầu sẽ có sự giác ngộ sâu sắc khi không phải tiền mà giá trị tinh thần sẽ được đặt lên hàng đầu cùng với sức khỏe, tình bạn và tình yêu. Thưa quý vị, trong những năm qua, có rất nhiều người tin vào dự đoán của nhà ngoại cảm mù sau khi bà qua đời. Tuy nhiên, một trong số những tiên đoán được lan truyền được cho là kết quả của những kẻ lừa đảo trên mạng Internet. Cụ thể, trước năm 2023, đã có nhiều trang thông tin đưa rằng bà Vanga đã dự đoán rằng một nhà máy điện hạt nhân sẽ phát nổ vào năm 2023 và trái đất sẽ thay đổi quỹ đạo trong cùng năm đó, gây ra sự hỗn loạn. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cả hai điều trên vẫn chưa xảy ra và khó có thể thành hiện thực với những ngày cuối cùng còn lại của năm này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!